parece el Bambi, mae. Xin chào anh em, ông Thế Vlog đây. Hôm nay ông Thế Vlog sẽ dắt con mít đi ăn cháo gà. Rồi. Bây giờ mình sẽ đợi con mít đi ra ngang các bạn. Nhưng mà ngoài cái góc này nè, giữa góc này nữa. Vậy vậy vậy. Nữa là con mít nó chạy ra đó. Nghe, được chưa? Giờ nó là quay ra đây. Chị dắt nó đâu? Mít 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 ở đây. Xe mít bây giờ sao anh lấy dắt nó? Ừ. Đang đó. Cái gì vậy? Sao đâu? Nó đi theo anh luôn mà. Đây. Đây. Mít. Đi ra ngoài đường mà tự nhiên anh không may dắt cho nó. Đây, mít. Bây giờ sao? Đấy dắt đi chứ tự nhiên ra ngoài đường xe cộ không à. Vậy em cái dắt đó. Xe kìa chạy như ăn cướp vậy anh ơi. Thấy anh không? Quay thấy mà không? Thấy rõ không? Xin chào. Ông Thế hôm nay sẽ dắt con mít đi ăn cháo gà. Giờ em nó đang ở trong kia nó đi ỉa rồi. Cái gì bậy rồi? Nó đi ỉa không biết ông rồi. Dắt cái đi đâu đây? Dạ. Chơi vậy? Dắt cháo. Ui rồi, em lấy đủ con cháo cho nó hả? Cô có bàn để con quay phim đó luôn, cho ngồi đây ăn được không? Bàn đâu có đâu. Không có bàn nào có đại. Bàn nhỏ mà. Cái vợ giờ sao? Đi lên. Mít. Mít. Cơm chứ còn nổi tôi ăn cơm sao anh? Thank you.
anh vô đồ má quá, qua đời bự hơn anh ơi, quay video để thấy được, cảm nhận được, nhìn gì bự khổng lồ luôn á, mà sao quay video xúc xíu à. Mình đòi đủ má mình mất hồn luôn thế. Kết thúc nha. Không không, em cầm cái điện thoại em quay bự hơn, em thấy vậy em quay nhỏ quá. Thiệt, em nói thiệt, nhìn một xíu. Ờ vậy kết thúc đi. Đó lúc nào cũng rõ hả? Đây các bạn, nó đang ngồi rồi. Ảnh đó. Đó. Các bạn thấy không? Thấy thấy cái đóng đóng cái bơ nào? Ăn không hết. Cho chén nó bấm riêng nữa đi. Cho chén cho. Chắc ở nhà ăn rồi nên bây giờ ăn không hết. Bỏ mướn mỡ. Còn bây giờ tới lượt thế là đó, ăn tối đây. Đó bác. Ờ sao chưa vô lại Thế đâu? Rồi. Con biết thì ăn gà, còn không thế thì ăn vịt. Có bị mấy cái gì cô? Cá của chú mới hả? Ờ đó, vô đi. Em về em chia ra làm hai cái thô, hai cái thau á. Thau rửa sạch em. Rồi em vô trong trong cái bài chó á. Để mình để nó ghiền để. Nó ăn cái dành cho cán bộ bây giờ. Chứ mai là giờ luôn anh. Chúng ta phải về thôi. Ăn chơi là không quên gì đem xương về cho chó. Tiền nữa ơi. Tiền rồi. Rồi ăn mà say về. Ủa hút cái này nữa nữ. Chó gì mà tỏ chó gì mà không thèm ăn gà. Mày em cầm mấy bao nhiêu rồi đi chứ. Mày em mua cái này để mà làm được những cái góc phim đó mà em gà quá mà.
nó lết lết xuống đường. Cái quay này phải tặng dùng mấy cái đó cho đồ mẹ quay như em như cầm thôi chứ đang nè. Phía trước em á Thắng. Rồi hướng này nè. Đó, đúng rồi, dắt hướng rồi đó. Đây đây, đây đây. Đây. Đó là chùa. Cậu má anh quê rồi, cậu má anh muốn sao luôn. Rồi đó luôn. Con em ở đây. Rồi đi đây. Đi đó. Cái đó rồi má anh chỉ theo nãy giờ chỉ theo chỗ. Đáng lẽ đụ má bữa tắm cho nó kịp dắt lên chỗ đó cột trở lại đụ má dừng chúng nó khùng thấy không. Mấy giờ đó hả? Đủ má. Cái gì? Buổi cháo rồi, đi báo rồi hả? Tiến, đi. Đi làm vô đây này, đi vô một tí anh quay một ít. Dạ bồ dắt vô đi. Dắt vô để anh quay cái đoạn này một tí nha. Tắm SF không? Hả? É nó đỏ không? Đúng không? Biết mà. Thắng, phải em tắm cái chai màu nâu không? Nâu không? Màu hồng. À, đúng rồi. Không phải em. Không phải em. Nêu hả? Nêu hả? Lại nhiều cái hê được. Đi rồi chia ra làm hai tay trái nghe. Cháu khỏi nhốt nó luôn đi Thắng, cháu đừng ngồi đi. Thôi lạnh lắm anh. Không, để cho nó có gió nó khô chứ. Vô nó ẩm rồi nó còn kinh khủng nó lạnh nữa. Kệ nó, cho nó ở ngay được luôn đi. Miệt ơi. Miệt. Sao máy ngon hề. Thôi. Thôi làm này, xin giới thiệu anh em đây là Đại Bàng. Hả? Đại Bàng hai lúa. Đại Bàng hai lúa đâu? Đại Bàng hai lúa. Đi kia, đi kia. Cái gì hả? Rồi, má. Ổ bánh mì rồi, bánh chưa bà hả? Bánh mì gần tới xong bằng mắt rồi. Không. Lấy từ bé nhà nè.
biết nè. Ổn mày rồi, má ăn chơi bả. Bả xin ăn hả? Xe đây nha. Xin ăn mày. Đi chơi để xin ăn. Giờ á bị thương. Rồi thằng lùn nó khóc lên nèo luôn. Khóc gì vậy anh chị, thấy lên mạng luôn hả? Khóc lên mạng qua YouTube. Chốt rồi. Mấy người nó ký ở nhà bố họ tiếng nữa. À, nói rồi, em chém mấy đứa rồi đúng không? Khùng quá. Công an xuống bắt chết đó. Giới thiệu anh em đây là Quỳnh Quỳnh Sái. Chết đó, công an xuống bắt chết. Đại Sái rồi đấy, quay quay nửa hũ. Quay nổ, 500 nổ. 500 nổ. Coi đừng quay phân về. Anh cho hỏi mình trước giờ đã nổ bao nhiêu cái hũ đó anh? Đâu, không quay đâu, đâu không nổ đâu. Không có gì nhiều, mới có bể 150. Anh em nào chơi net thì có thể tới đây 44 Điện Nương để mua chơi nha. Tới net là màn hình công. Đó, anh em thấy không không? Quán hơi cùi anh em đừng tới. Cắt ra nha, tí gì? Ờ quên, bà còn edit nữa. Cắt ra. Anh em tới đây chơi chỉ có... Yên tâm, có bánh mì ở đây là tới chơi đi. Quay ra lên tí mà cắt ra được. Đề nghị là có gái nữa. Chớ mấy hàng công này ra 5.000. Số là 8 ngàn một tiếng đó. 5.000. Thì 5.000 tiếng hả? Ừ, 7. Hôm nay lên giá nữa hả? Ai biết đâu, nó giỡn con vui vậy đó. Cắt luôn. À, ông chủ quán thì không được đẹp trai nên anh em đừng có tới. Cắt luôn. Gái thì tới thoải mái, trai thì đừng có tới. Ừ, má tìm nét đi lâu quá, có gái mà có gì có em là vô đây là mất hồn á. Có mẹ chơi đài rồi. Có mình là nữ thôi. Mẹ đây vô mồ không à. Rồi ok, xong edit lại.